Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Trong video clip ngày hôm nay thì Điệp xin tiếp tục cập nhật các thông tin về di trú nổi bật trong tuần qua liên quan đến lãnh sự quán Mỹ và visa Mỹ, được cập nhật từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu, là từ ngày 30 tháng 9 cho tới ngày 4 tháng 10. Các thông tin sẽ được đề cập. Đầu tiên là lãnh sự quán Mỹ đã đưa vào sử dụng hệ thống để đăng ký địa chỉ giao nhận visa, đặt lịch hẹn phỏng vấn lại, bổ sung giấy xanh R2A và diện K1. Đây là hệ thống mới mà trước đây lãnh sự quán đã có thông báo. Tuy nhiên hệ thống này hiện nay đã đang gặp rất nhiều lỗi. Thông tin kế tiếp là tiếp tục cập nhật lịch đặt hẹn phỏng vấn lại, bổ sung giấy xanh R2A và diện K1 để nhiều cô chú và các anh chị thuận tiện theo dõi. Và thông tin thứ ba là tiếp tục cập nhật lịch hẹn phỏng vấn các loại visa không định cư như là visa diện B1, B2 du lịch và công tác. Chi tiết xin mời cô chú và các anh chị chúng ta cùng theo dõi. Điệp có dịch vụ hỗ trợ hồ sơ di trú Hoa Kỳ cho cô chú và các anh chị thông qua hình thức online mọi lúc mọi nơi. Uy tín, chất lượng và luôn tận tình hỗ trợ cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị có cần các dịch vụ về di trú như mở hồ sơ bảo lãnh người thân, tư vấn visa, hồ sơ định cư, du lịch, hoặc làm 6 bước với trung tâm visa, tư vấn các giấy tờ cần chuẩn bị đi phỏng vấn, kiểm tra hồ sơ trên hệ thống, đóng tiền thẻ xanh, đăng ký khám sức khỏe và chích ngừa, hoặc là đặt lịch hẹn phỏng vấn visa hoặc bổ sung giấy xanh R2A, thì có thể liên hệ với Điệp thông qua số Zalo này hoặc là địa chỉ email này. Điệp sẽ hỗ trợ trực tiếp cho cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Thông tin về di trú đầu tiên. Hệ thống mới để đăng ký địa chỉ nhận visa, lịch hẹn phỏng vấn đang được lãnh sự quán mới đưa vào sử dụng đang có rất nhiều lỗi. Lãnh sự quán đã đưa vào áp dụng hệ thống mới kể từ cuối tháng 9. Nhưng hệ thống mới này thì đã làm cho rất nhiều hồ sơ gặp nhiều khó khăn khi sử dụng. Với hệ thống mới này thì các hồ sơ bắt buộc phải có email chính chủ để nhận tin nhắn xác thực trước khi tài khoản đó được chính thức được đưa vào sử dụng. Hệ thống mới này thì cũng thường không thể đăng nhập được, chưa hoạt động ổn định nên cũng thường là bị lỗi phông chữ. Hiện tại thì nhân viên lãnh sự quán họ đang rất là bận rộn để giải quyết các yêu cầu hỗ trợ từ mọi người. Cho nên hiện tại khi yêu cầu thì chúng ta sẽ chờ lâu hơn bình thường trước đây. Và có một số lỗi thì nhân viên của lãnh sự quán họ cũng không thể giải đáp được khi mà liên hệ để hỏi họ tư vấn. Nhìn chung thì hệ thống mới không thuận tiện, không trực quan, rất là khó xem, khó làm việc và khó sử dụng hơn so với hệ thống cũ. Tuy nhiên thì các hồ sơ vẫn sẽ cần phải bắt buộc phải theo hệ thống mới này, không có lựa chọn nào khác bởi vì lãnh sự quán họ đã áp dụng cho Việt Nam. Đây là một lỗi mà hệ thống thường hay gặp, là website hay có báo lỗi là lãnh sự quán đang nâng cấp hệ thống website, nên là mọi người cần kiên nhẫn chờ đợi họ. Tiệm nghĩ thì với hệ thống mới này thì chúng ta cũng cần phải chờ lãnh sự quán họ hoàn thiện, giải quyết hết các lỗi của hệ thống này, có thể là trong khoảng một tháng nữa. Thông tin về di trú kế tiếp là cập nhật lịch đặt hẹn phỏng vấn lại, bổ sung giấy xanh R2A và diện K1. Lãnh sự quán hiện nay vẫn còn mở chỗ dành cho 2 tháng tháng 11 và tháng 12 để các hồ sơ đặt lịch hẹn phỏng vấn lại. Đây là lịch hẹn dành cho các hồ sơ đã từng bỏ lỡ ngày hẹn phỏng vấn chính thức của lãnh sự quán gửi, hoặc là trong buổi hẹn ngày hẹn phỏng vấn chính thức không đem đầy đủ giấy tờ, cho nên lãnh sự quán họ yêu cầu về đặt lại ngày hẹn phỏng vấn mới. Hiện nay lịch hẹn phỏng vấn diện K1 thì không còn ngày trống trên hệ thống, các hồ sơ thì đang cần phải chờ để lãnh sự quán mở ngày hẹn phỏng vấn mới. Còn đối với lịch hẹn phỏng vấn giấy xanh R2A, lãnh sự quán họ đang vẫn mở chỗ dành cho 3 tháng, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 năm 2024. Đây là lịch dành cho các hồ sơ đa số là theo diện vợ chồng vào gặp lãnh sự quán để bổ sung thêm bằng chứng mối quan hệ sau ngày hẹn phỏng vấn chính thức, và lãnh sự quán họ chưa tin tưởng là mối quan hệ này là thật. Và thông thường thì lịch hẹn này chỉ dành vào buổi chiều.
Hiện nay bên Điệp có hỗ trợ dịch vụ cho cô chú và các anh chị sau khi chúng ta nhận được thư hẹn phỏng vấn, là tư vấn các giấy tờ cần đem theo khi đi phỏng vấn và cách sắp xếp hồ sơ giấy tờ theo đúng quy định của lãnh sự quán, và kiểm tra lại các hồ sơ giấy tờ mà chúng ta cần phải nộp lên hệ thống CAAC với trung tâm visa đã đầy đủ hay chưa, theo đúng như yêu cầu của lãnh sự quán. Và đặt lịch hẹn khám sức khỏe và chích ngừa dành cho cô chú và các anh chị trước buổi hẹn phỏng vấn. Nếu như cô chú và các anh chị cần dịch vụ hỗ trợ thì chúng ta có thể liên hệ với Điệp thông qua email này hoặc nhắn tin vào số Zalo này, Điệp sẽ hỗ trợ cho cô chú và các anh chị. Thông tin tiếp theo Điệp muốn cập nhật với cô chú và các anh chị là cập nhật thời gian chờ lịch hẹn phỏng vấn các loại visa không định cư như là visa diện du lịch, du học, thăm thân nhân và công tác. Theo Trung tâm Visa NVC đã cập nhật bản thời gian chờ để có buổi hẹn phỏng vấn trống các loại visa không định cư tại các đại sứ quán và lãnh sự quán. Theo cập nhật của Trung tâm Visa NVC tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, visa diện B1, B2, du lịch và công tác, thời gian chờ hiện nay là 5 ngày để có buổi hẹn phỏng vấn trống. Visa diện du học hoặc là trao đổi sinh viên và các loại visa không định cư khác thì thời gian chờ cũng chỉ có 5 ngày. Còn theo cập nhật tại lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh, visa diện B1, B2 du lịch và công tác thời gian chờ là 27 ngày. Visa diện du học hoặc là trao đổi sinh viên thời gian chờ cũng là 27 ngày. Và các loại visa không định cư khác thời gian chờ là 6 ngày. Điệp cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích subscribe đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị.